Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với công ty thiết bị điện tử nghe nhìn, website camera quay lén 360.vn, điện thoại Zalo 0962292244. Hiện tại công ty bên mình đang buôn bán cũng như là kinh doanh tất cả các mặt hàng về camera mini siêu nhỏ, thiết bị định vị GPS siêu nhỏ, máy ghi âm ghi hình siêu nhỏ, thiết bị dò sóng và phá sóng các bạn nhé. Và hôm nay trong cái clip này là mình muốn giới thiệu đến tất cả các bạn về một dòng sản phẩm máy định vị nghe nén L19 hoàn toàn chống được nước các bạn nhé. Đây mình sẽ thả vào cốc nước để cho các bạn cùng xem này. Đấy, để mình test cho các bạn về cái chất lượng chống nước của cái dòng sản phẩm này là tuyệt đối 100% luôn. Khi các bạn thả một cái đồ vật vào một cái cốc nước như thế mà các bạn không thấy nó sủi bọt lên thì chứng tỏ sản phẩm này đã chống nước tuyệt đối 100% luôn các bạn nhé. Đây mình lấy sản phẩm ra này các bạn nhé, đây là hoàn toàn chống nước, mình lại thả lại vào nước này. Đấy, về cái dòng sản phẩm này chống nước rất là tốt, rất là phù hợp với những bạn nào mà hay để cái định vị này ở ngoài mưa này hay là ngoài trời thì rất là tốt các bạn nhé. Đây mình sẽ lau cái định vị ở đây này. Đấy, mình sẽ lau đi để cho nó khô các bạn nhé. Đấy, và trước khi đi tìm hiểu kỹ hơn về cái chức năng của cái dòng sản phẩm máy định vị nghe nén L19 này ra thì mình sẽ có một cái lưu ý nho nhỏ để các bạn khi lựa chọn sản phẩm, để các bạn sẽ tránh phải là không phải mua hàng giả, không phải mua hàng nhái, bởi vì rất là nhiều khách hàng gọi điện tới bên mình than phiền cũng như là kêu là bị lừa cũng như là hỏi máy đọc tin nhắn các thứ là không bao giờ có các bạn nhé. Ở đây mình đã ghi rất là rõ ràng rồi, chip gắn vào điện thoại này, máy đọc tin nhắn cuộc gọi Zalo Facebook hay là máy xem trộm tin nhắn Zalo Facebook, tất cả đều là lừa đảo các bạn nhé. Chốt lại một câu là nếu những ai mà quảng cáo với các bạn là đọc được tin nhắn, đây số điện thoại của các bạn chẳng hạn đúng không, thì các bạn bảo người ta đọc luôn tin nhắn của các bạn, nếu mà đọc được thì các bạn họ bán cho các bạn là 1 triệu thì các bạn chấp nhận trả luôn cho họ 10 triệu, bảo là bây giờ chị chưa nhận thiết bị nhưng mà em đọc được tin nhắn của chị thì chị gửi luôn tặng em luôn 500 hay là 1 triệu là cái công của em, thì bố bảo là họ cũng lại bắt đầu lại kêu là nếu mà em làm như thế thì em lại không bán được cho ai rồi cái thứ, nói chung là vân vân và vân. Hoặc là các bạn nhận hàng xong bảo là chị nhận được hàng xong rồi là lập tức họ sẽ chặn số các bạn luôn. Đấy các bạn nhé, nên các bạn chú ý giúp mình là không có cái thiết bị nào mà đọc được tin nhắn cuộc gọi hay là Zalo Facebook đâu. Tất cả những cái hàng quảng cáo, chạy quảng cáo Facebook trên thị trường đều là lừa đảo, họ đánh vào tâm lý của các bạn, ví dụ như là gia đình tan vỡ này, hay là nói chung là ông chẳng bà chuộc, hoặc là gia đình không hạnh phúc, nói chung là nhiều cái vấn đề khác nhau của cái xã hội này lắm. Họ đánh vào tâm lý đấy để họ bán cho các bạn, bảo là bên em bán một cái chip như là gắn vào cái thẻ SIM này, đây ví dụ nhá, gắn vào cái thẻ SIM của điện thoại này, hoặc là đặt ở nhà mà nhập số điện thoại của họ ABC các kiểu đấy, mà xem họ nhắn tin cho ai gọi điện là không bao giờ có các bạn nhá. Rất nhiều khách hàng bị lừa rồi, họ đánh vào tâm lý của các bạn, nên các bạn chú ý giúp mình nhá, là không có một cái thiết bị nào mà đọc được tin nhắn Zalo Facebook cuộc gọi hay là xem tin nhắn các thứ đâu. Nếu mà đọc được tin nhắn ấy thì mình bây giờ mình thành tỷ phú lâu rồi, không phải ngồi đây bán mấy cái đồ này cho các bạn đâu. Nên các bạn phải hiểu như vậy, nếu mà đọc được tin nhắn thì những cái thông tin của Bộ Công an cũng như là những cái thông tin của chính phủ nó sẽ bị lọt ra, bị lộ rồi, thì các bên nhà mạng họ vào cuộc ngay các bạn nhé, không bao giờ có như vậy đâu. Nên các bạn chú ý giúp mình là phải là người thông minh, thông mua hàng thông thái, cũng như là chọn những cái nơi uy tín, công ty của mua như là cái sản phẩm của bên mình đang bán đây. Và các bạn sẽ là hiểu như thế này này, ví dụ nhá, các bạn muốn mua định vị đúng không, các bạn muốn mua định vị này thì các bạn mua cái sản phẩm này thì các bạn phải đặt lên, muốn theo dõi vợ các bạn là các bạn phải đặt vào túi sách của vợ này, đặt phải đặt vào xe máy của vợ này, phải đặt lên mũ bảo hiểm của vợ này, nói chung là vợ đi đâu là cái này phải đi theo đấy thì mới định vị được các bạn nhé. Chứ không có một cái sản phẩm nào mà đặt ở bên cạnh các bạn mua về nhập số điện thoại, tất cả là lừa đảo hết. Và cái video giải thích cũng như là máy đọc tin nhắn là lừa đảo, cũng như là cái phân tích chức năng của các định vị này là mình đã có video rất là nhiều rồi. Thì những bạn nào quan tâm thì cứ đăng ký cái kênh mà đang phát video này đây, là các bạn vào xem tất tần tật, hoặc là nhắn qua Zalo các bạn nhé. Những bạn nào lười, những bạn nào mà không muốn xem nhiều thì cứ nhắn qua Zalo, mình sẽ gửi cho các bạn hoàn toàn thoải mái thôi. Kể cả các bạn không mua hàng nhưng mà các bạn sẽ là biết cũng như là hiểu sản phẩm thì là cũng là mình rất là vui là như thế các bạn nhé. Đấy, chứ không phải là mình đăng cái gì lên là các bạn phải mua thì mình mới trả lời là không có, mà các bạn là ví dụ nhu cầu của các bạn là xem video này chẳng hạn đúng không, nhu cầu của các bạn là muốn đọc tin nhắn các thứ thì mình giải thích cho các bạn xem là không có cái gì đọc tin nhắn, là các bạn biết à anh này nói là ok, đúng là không có cái gì đọc được tin nhắn, thì các bạn là cảm ơn một lần, hay là các bạn thoát ra đăng ký kênh cho mình ủng hộ mình cũng là hoàn toàn thoải mái các bạn nhé.
bán đúng sản phẩm, bán đúng chất lượng tới tay người tiêu dùng. Nên các bạn hãy là người mua hàng thông thái các bạn nhé. Và đây là cái sản phẩm máy định vị nghe nén L19 của bên công ty mình, hoàn toàn chống được nước. Vừa xong mình đã nhả thả vào cái cốc nước này rồi các bạn nhé. Và khi mua hàng thì đây chính là một cái sản phẩm gọi là full box đập hộp luôn, là bên mình nhập về như nào là đầy đủ phụ kiện các bạn nhé. Thì đây mình sẽ là bỏ cái này ra đây các bạn nhé. Đây mình bỏ ra đây để cho các bạn cùng theo dõi nó dễ hơn các bạn nhé. Đây mình sẽ bỏ cái đọc tin nhắn này ra, là không bao giờ có là bỏ đi các bạn nhé. Đừng bao giờ là nghĩ là đọc được tin nhắn người lọ người kia là không bao giờ có đâu các bạn nhé. Đấy mà các bạn muốn theo dõi định vị là phải mua sản phẩm như thế này. Đây là cái sản phẩm gọi là full box đầy đủ khi các bạn nhận được hàng các bạn nhé. Thì mình sẽ mở ra. Đấy, sản phẩm như thế này. Đầu tiên nó sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt như thế này các bạn nhé. Tất cả sản phẩm bên mình là bên mình đã phiên dịch tất cả ra bằng tiếng Việt cho các bạn ở đây. Rất là cụ thể, ở đây là do chính bản thân mình các bạn nhé. Chứ các bạn tìm trên thị trường là không bao giờ có những cái tờ giấy như này đâu. Bởi vì đây là do chính bản thân mình bán, cũng như là mình hiểu, là người bán mình hiểu, là mình sẽ viết cụ thể cho các bạn. Dài, rất là dài. Đây là mình phân tích chi tiết từng cái chân tơ kẽ tóc, cũng nói chung là những cái nhỏ nhất là mình sẽ giải thích hết ở đây để cho các bạn dễ hiểu. Có giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt kèm theo cho các bạn nên rất là dễ dùng các bạn nha. Là cái đầu tiên đã. Cái thứ hai ở đây là cái sản phẩm này là nó sẽ có một cái nhíp như thế này các bạn nhé. Cái nhíp này là có nhiệm vụ để các bạn gắp sim, cũng như đây mình cậy ra này. Đấy, cậy ra này các bạn nhé. Đây là sản phẩm L19 ở đây. Bên mình đang bán đựng trong một cái túi đây, là cái túi ni lông, túi bọc như thế này các bạn nhé. Tiếp tới ở đây là sẽ có một cái miếng nam châm các bạn nhé. Một cái miếng nam châm và một cái băng dính 3M như thế này, để các bạn dán vào sau lưng các bạn nhé. Để các bạn dán vào sau lưng. Và đây mình đã có một cái làm demo dán sẵn rồi các bạn nhé. Đây là cái miếng này thì các bạn sẽ bóc ra này. Đấy, miếng vàng đỏ này các bạn sẽ bóc ra, các bạn dán vào đây. Và các bạn sẽ dán vào cái mặt sau của sản phẩm như thế này. Thì là cụ thể là nó sẽ thành như thế này các bạn nhé. Đấy, đây là mình dán sẵn rồi này. Đây là ví dụ này. Bởi vì sản phẩm mới nên mình sẽ không dán. Bởi vì nhiều người ấy bảo là anh bây giờ anh gắn vào mũ bảo hiểm chẳng hạn, đúng không? Nên anh muốn cái tiết diện cũng như là cái tiếp xúc này nó càng bé càng tốt. Thì chả tội gì mà mình gắn cái này vào cả. Mà khi các bạn lúc nào mà muốn gắn lên xe thì mình mới gắn vào thôi các bạn nhé. Lên cái này là các bạn là tự gắn. Và khi các bạn gắn xong thì nó sẽ như này. Mà gắn ở đây thì nam châm ở đây là siêu dính luôn. Các bạn nghe cái độ hít, cái độ nó kêu này thì các bạn mới biết là cái độ hút của nó mạnh như thế nào các bạn nhé. Đấy các bạn nhá, rất là mạnh đây, các bạn vẩy đây. Đấy các bạn vung vẩy như này thoải mái, xe đi ổ gà, ổ trâu, ổ bò là không mà rơi, không mà rụng các bạn nhá. Đấy rất là chắc như này. Đấy để các bạn biết rằng cái độ hít của sản phẩm này nó như thế nào. Đấy các bạn nhá. Đấy tiếp tới kèm theo là một cái nhíp này. Đây để gọn ra đây để cho các bạn nhìn là có một cái tổng quát nhất về cái mẫu này này. Đây này, thứ nhất là sẽ nhận được một cái nhíp là cái đầu tiên. Cái thứ hai là sẽ nhận được một cái miếng nam châm cực dính như thế này là cái thứ hai. Cái thứ ba là sẽ nhận được một cái băng dính vàng đỏ là cái băng dính 3M, băng dính hai mặt siêu dính ở đây để dính cái nam châm này vào cái định vị này. Đấy, cái định vị đây. Thứ tư ở đây là một cái dây cắp sạc để sạc cho thiết bị. Đấy, đơn giản tất cả như vậy thôi các bạn nhá. Có giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt ở đây, là tất cả là full box sẽ nhận được giấy hướng dẫn cáp sạc máy này, nam châm, băng dính hai mặt cũng như là cái nhíp như thế này, là tất cả đầy đủ hết cho các bạn luôn các bạn nhá. Nam châm là nam châm siêu dính luôn. Và bây giờ mình sẽ cất gọn vào các bạn nhá. Đây cất gọn vào để cho là các bạn là tí nữa xem. Đấy các bạn thấy chưa, nam châm đã siêu dính luôn này. Đây là để gọn vào đây các bạn nhé. Đấy, sản phẩm để gọn đây, tí nữa mình xếp sau. Đấy, có giấy bọc ở đây là giấy sản phẩm chính hãng đầy đủ hết này. Đấy, đầy đủ, nó sẽ là một cái hộp nhựa như thế này các bạn nhé, rất là xịn sò. Đấy, đựng ở ngoài là cái vỏ hộp định vị L19 như thế này các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách sử dụng. Trước khi đi sử dụng của dòng sản phẩm này thì mình sẽ tổng hợp qua những cái chức năng của cái sản phẩm máy định vị L19 này trước đã, để cho các bạn xem là liệu cái sản phẩm này là có phù hợp, cũng như là những cái chức năng của sản phẩm này là liệu có đáp ứng những cái tiêu chí của các bạn hay không các bạn nhé. Đầu tiên là chống nước tuyệt đối, là vừa xong mình thả vào cốc nước này rồi. Duy nhất trên thị trường chỉ có cái mẫu định vị L19 này là chống được nước thôi, nên các bạn chú ý giúp mình nhé. Chỉ có L19 này là chống được nước thôi, là cái đầu tiên. Cái thứ hai là bật tắt được từ xa, có nghĩa là bật tắt cái định vị này, muốn nó tắt thì nó tắt, mà muốn nó bật thì nó bật, để tiết kiệm pin là bật tắt từ xa này. Tiếp tới là định vị chính xác 100% này, pin dùng được 7 đến 10 ngày, có nghĩa là không sạc để nguyên như này, dùng được 7 đến 10 ngày sau mỗi lần sạc này. Tiếp tới này, có nam châm siêu dính thì là ở đây mình đã giải thích rồi. Nam châm ở đây là nam châm cực kỳ là dính luôn, dính chắc lình nịch luôn các bạn nhá. Đấy, tiếp tới ở đây này, nam châm siêu dính này, kích thước thì nhỏ gọn, rất là nhỏ gọn ở đây các bạn, để trên mũ bảo hiểm hay là gầm xe máy ô tô, xe hơi, xe đạp điện, nói chung là vân vân, rất là nhiều những cái vị trí khác nhau. Đấy, tiếp tới là định vị trực tuyến này, định vị qua vệ tinh này, có nghĩa là xem trực tiếp trên điện thoại đấy các bạn nhá. Tiếp tới này, nghe các cuộc gọi
trực tuyến các bạn nhé, nghe các cuộc gọi trực tiếp luôn, có nghĩa là gọi điện vào đây là nó sẽ tự động nhận cuộc gọi để nghe luôn, như là hai cái điện thoại đàm thoại này. Tiếp tới là ghi âm khi có tiếng động, có nghĩa là có tiếng động nó sẽ tự động ghi âm lại này. Tiếp tới là dẫn đường cụ thể thông qua Google Maps này, nhận ba số điện thoại làm chủ nhân. Không phải, các bạn chú ý giúp mình nhá, không phải là ai cũng gọi điện được vào cái định vị này để nghe. Đấy, khi mình là chủ nhân của nó thì mình mới sai khiến, mình mới gọi được cho nó. Cũng như là các bạn là thuê người làm chẳng hạn, đúng không? Trong giờ làm việc người ta làm cho mình thì các bạn bảo là anh đi chỗ nọ đi chỗ kia là họ sẽ nghe theo lời mình. Đấy là mình là chủ nhân, cũng như là cái định vị này, mình phải là chủ nhân của nó thì mình mới gọi điện được vào cho nó. Còn tất cả những cái số khác gọi vào đều máy bận, đều thuê bao, nói chung là không liên lạc được các bạn nhé. Đấy, để bảo mật thông tin cho các bạn này. Tiếp tới này, tự động gọi lại khi có tiếng động, có nghĩa là đặt ở phòng ngủ chẳng hạn, đúng không? Là có tiếng động vợ chồng nói chuyện hay là con cái nói chuyện, nó sẽ gọi điện về cho các bạn là có tiếng động, nó tự động gọi lại này. Thiết lập các vùng cảnh báo an toàn, có nghĩa là ví dụ các bạn đặt cái định vị này lên xe máy của vợ các bạn, đúng không? Vợ các bạn nằm ở khu công nghiệp ở Bình Dương chẳng hạn, nhưng mà hôm nay lại không thấy vợ đi làm mà lại vợ quay lên Sài Gòn hay vợ lại đi Cà Mau hay các thứ, thì mình sẽ là biết rằng à vợ hôm nay là không đi làm, là cái định vị nó sẽ báo về cho các bạn luôn, rất là chuẩn các bạn nhé. Tự động gọi lại khi tự động nhận cuộc gọi khi gọi đến, có nghĩa là mình gọi điện vào đây nó sẽ không phát ra bất kỳ một âm thanh hay tiếng động nào cả, mà thay vào đó là nó sẽ tự động nhận cuộc gọi luôn. Đấy, để đảm bảo cho các bạn lắng nghe được luôn. Tiếp tới này, bộ nhớ trong là 32GB, nghe lại được các file ghi âm trực tuyến trong điện thoại, có nghĩa là khi ghi âm xong, như những cái dòng sản phẩm khác là các bạn phải lấy thẻ nhớ ra, nhưng mà riêng sản phẩm này là nghe được trực tiếp trên cái điện thoại này luôn, nghe được trực tiếp trên điện thoại luôn, nói chung là mình điều khiển từ xa các bạn nhé. Tiếp tới này, đây là chính là một cái sản phẩm máy định vị điều khiển từ xa mới nhất hiện nay, cũng như là rất là nhiều khách hàng ưa chuộng. Nếu mà nói về cái dòng sản phẩm máy định vị L19 này thì là mình đã bán rất là lâu rồi các bạn nhá, rất là nhiều khách hàng ưa chuộng và mình đã quay rất là nhiều video rồi. Thì những bạn nào quan tâm muốn xem những cái video đấy thì các bạn có thể là nhắn tin qua Zalo. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là nhanh các bạn nhá, cái này thì hướng dẫn nhanh thôi bởi vì mình có nhiều video chi tiết rồi các bạn nhá. Vừa xong ở đây là mình đã tổng hợp qua những cái chức năng để cho các bạn có một cái nhìn gọi là khách quan tổng hợp nhanh đấy về những cái chức năng đấy các bạn nhá, để các bạn xem là cái sản phẩm này là có ok với các bạn hay không, đủ tiêu chí các bạn đề ra hay không các bạn nhé. Hoặc là những bạn nào muốn xem thì có thể là chụp lại màn hình này, đấy chụp lại màn hình như này để mình là xem lại cũng đều là được hết các bạn nhé. Mình làm sao là hướng tới người dùng là ok nhất. Đấy, đầu tiên là những ai mà dùng iPhone như mình đi, thời buổi này là iPhone là nhiều, hoặc là Samsung tương tự các bạn, vào cửa hàng App Store đây, các bạn tải phần mềm Finmi về giúp mình, trong giấy hướng dẫn sử dụng là có phần mềm Finmi luôn các bạn nhé, hướng dẫn luôn. Đầu tiên là các bạn tải phần mềm này, FI này, FILD này, Finmi này. Đấy, các bạn tải phần mềm Finmi này về giúp mình này. Các bạn tải phần mềm này về các bạn nhá. Sau khi tải tìm kiếm như này, nó sẽ ra cái phần mềm Finmi Everywhere, có nghĩa là Finmi định vị hàng ngày đây các bạn nhá. Đây là cái định tên phần mềm của nó. Và sau khi tải về thì cái giao diện điện thoại của nó là như thế này. Finmi như này là bước đầu tiên. Bước thứ hai là vào luôn phần mềm. Sau khi vào phần mềm, nó sẽ hiển thị những cái ô, ví dụ cái ô dòng đầu tiên ở đây thì các bạn phải nhập cái mã. Đây, các bạn phải nhập lấy cái mã ở trên cái sản phẩm định vị nó khác đây. Đuôi kết thúc của nó là 9911641. 9911641, mật khẩu là từ 1 đến 6. 123456 này. Đây các bạn nhá, đây mình nhập lại này. 123456 này. Đấy. Ở đây thì các bạn chọn ấn vào dấu tích ở đây này. Đấy, bình thường nó trắng như này nhá các bạn. Chấm ở đây, chấm xanh đây. Rồi ấn nút in ở đây. Đấy là nó sẽ đăng nhập vào các bạn nhé. Sau khi đăng nhập vào ở đây thì nó sẽ hiển thị cho các bạn, thứ nhất là máy còn 98% này, trạng thái online này. Cái thứ hai là nó mình sẽ giải thích cho các bạn là chín những cái biểu tượng đây. Thứ nhất là biểu tượng live checking. Đây, cái này thì là nhiều bạn không ấy, thì mình cứ phải dở cái giấy hướng dẫn này ra để cho các bạn cho nó dễ nhìn theo dõi các bạn nhé. Đây, ở đây cho nó dễ theo dõi này, có giấy hướng dẫn luôn này. Đấy, đầu tiên mình sẽ mở ra lại cho các bạn xem này. Đây nha, đầu tiên này, đây mở ra đáng các bạn thấy không? Đây này, mật khẩu là từ 1 đến 6 này, 12456 có hết này. Đầu tiên này, nhé, mình sẽ giải thích cho các bạn luôn. Đầu tiên, biểu tượng đầu tiên là live checking này, các bạn thấy không? Live checking là biểu tượng này này. Đấy. Đây là mục định vị giúp khách hàng hoàn toàn có thể nắm bắt được vị trí cụ thể như là số nhà này, tên đường này, chi tiết cụ thể nhất này, định vị này đang nằm ở đâu, cũng như là bản đồ dẫn đường thông qua Google Maps, tất cả các thứ đầy đủ hết. Là mục đầu tiên là mục live checking, là định vị trực tuyến. Ấn vào đây để xem định vị trực tuyến các bạn nhé. Đây là mình đang ở quê nhưng mà định vị rất là chính xác này các bạn nhé. Đấy, ở đây là
phần trăm pin hiển thị hết cho bạn này, trạng thái đang online này, ngày giờ này là đầy đủ hết cho các bạn luôn các bạn nhé. Cập nhật này, đây là định vị trực tuyến này, trực tuyến là xem trực tuyến trên này các bạn nhé. Còn những bạn nào muốn xem vệ tinh thì ấn vào hình vuông hai đan xen nhau này là định vị qua vệ tinh này, trực tuyến này. Còn những bạn nào muốn dẫn đường qua Google Maps này thì ấn vào biểu tượng cái hình mũi tên đỏ này. Đấy, nó sẽ đưa các bạn đến Google Maps từ cái vị trí, từ cái vị trí điện thoại này, từ cái vị trí mà các bạn muốn định vị, ví dụ đó, từ cái định vị này đến cái vị trí ví dụ 29 Tây Sơn chẳng hạn. Đấy là nó sẽ hết 2 giờ 12 phút lái xe, là khoảng cách từ cái vị trí cái định vị này đến cái vị trí là các bạn muốn tìm. Ví dụ nhà mình là 29 Tây Sơn chẳng hạn, là mình muốn dẫn đường qua đến cái định vị này là nó sẽ đưa cho các bạn này đi, đi qua những cái đường nào nó sẽ báo hết về cho các bạn, là cái dẫn đường rất là hay các bạn nhá. Đấy, cái mục thứ hai là mục xem lại lịch sử di chuyển, xem lại lịch sử di chuyển này. Đấy, ở đây là ấn vào đây để xem lại này. Ở do ngày hôm nay mình chưa đi đâu nên nó không hiện này. Mục thứ ba ở đây. Mục thứ ba nhá, giới thiệu nhanh cho các bạn nhá. Mục thứ ba đây là mục khoanh vùng cảnh báo, có nghĩa là ví dụ là vợ ra khỏi cái khu vực đi làm thì các bạn nó sẽ báo về để cho điện thoại các bạn này. Ví dụ ở đây này, khoảng cách này nó sẽ giới hạn cho các bạn nhá. Đây khoảng cách này, đây mình sẽ chọn ở đây là khoảng cách là 2700m, có nghĩa là 2 cây 7. Ví dụ vợ các bạn ra khỏi cái vị trí 2 cây 7 khoanh vùng này là nó sẽ báo về điện thoại cho các bạn, rồi các ấn lưu vào đây. Đấy, lưu vào đây là nó sẽ lập tức lưu lại cho các bạn này. Đấy, tiếp tới ở đây này. Tiếp tới đây là cái mục setting, là mục cài đặt này. Cài đặt đây thứ nhất là sẽ có số điện thoại này, có nghĩa là số điện thoại làm chủ nhân lúc đấy, 3 số để gọi điện được vào cái định vị này các bạn nhé. Có nghĩa là chủ nhân mới gọi điện được vào cho nó này. Đấy là mục định vị thứ hai, là mục ken chờ number setting, là có tiếng động nó gọi lại cho các bạn thì nhập số điện thoại vào đây là có tiếng động nó cứ gọi lại cho các bạn này. Tiếp tới là bật tắt này, auto on off là bật tắt định vị này từ xa này. Đấy, tiếp tới là call phone là gọi lại cho các bạn này, hoặc là những cái thông tin chi tiết thì ấn vào about driver này là thông tin chi tiết này, bao gồm như là tên, phần mềm các thứ ở đây, số điện thoại các thứ ở đây là có hết này. Đấy các bạn nhá. Và tiếp tục này sẽ là cái mục Messenger, chính là cái mục cảnh báo này, cảnh báo chuyển động, có nghĩa là ra khỏi cái vùng an toàn nó sẽ báo về cái mục Messenger cho điện thoại này. Ấn cái mục VoIPke là cái mục là tự động gọi lại khi có tiếng động thì ấn vào đây này. Đấy, tiếp tới là cái này thì là nhận thu âm ghi âm lại các bạn nghe này. Alo alo. Đấy, alo alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy, các bạn đợi một tí là nó sẽ là thành cái file ghi âm, là nghe được trực tiếp luôn ở cái file này. Tí nữa mình sẽ quay lại sau các bạn nhé. Còn đây là chính là cái mục change password, có nghĩa là thay đổi mật khẩu để người khác không vào xem được các bạn nhé. Đấy, rất là nhiều chức năng. Đấy, đây những bạn nào muốn nghe thì ở đây các bạn thấy chưa, nó có file luôn này các bạn nghe. Đấy, alo alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo alo. Đấy, đầy đủ hết các bạn nhé. Đấy, nói chung là cái sản phẩm này thì mình đã có rất là nhiều video khác nữa rồi, thì những bạn nào quan tâm thì nhắn tin qua. Nói chung là cái L19 này đang được rất là nhiều khách hàng đánh giá cao các bạn nhé. Về chống nước này, tuyệt đối luôn. Đấy, chống nước tuyệt đối cho các bạn luôn. Chống nước ngon lành này, cũng như là đầy đủ tất cả các chức năng như ở đây, thì mình tin chắc rằng là không có cái sản phẩm nào có thể vượt qua được mặt cái mẫu L19 này đang bán rất là chạy của bên công ty mình. Thì để mua hàng được thành công các bạn nhé, thì để mua hàng được thành công thì các bạn hoàn toàn có thể là liên hệ trực tiếp với mình qua cái số điện thoại ở đây, chính là 0962 292244, hoặc là các bạn hoàn toàn có thể là nhắn tin qua Zalo để bên mình sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ cho các bạn nhé. Hãy nhớ đăng ký kênh YouTube đang phát để là người đầu tiên nhận những cái sản phẩm mới nhất, video mới nhất từ bên mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.